Hello, xin chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Chúc bạn ngày mới thật nhiều vui vẻ nhá. Hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem 4 mẫu diều cú vẹn đẹp nhất. Đây, 2m5 các bạn nhá. Thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem con diều 2m5 cú vẹn xanh đá. Đấy nhá. Quay cho các bạn xem con diều căng đét lên đẹp luôn nhá. Đấy. Con này nó mịn màng vậy các bạn. Nó căng đến tận về cuối luôn này. Các bạn thấy không? 2m5 cú vẹn xanh đá phối vàng các bạn nhá. Với cái biểu tượng này, biểu tượng là mới ở bên mình. Đấy. Cái mẫu này cực kỳ đẹp luôn các bạn nhá. Và con này là con 2m5 đầu tiên thì có con này này. Bây giờ tiếp theo là con cú mắt đỏ rực rỡ. Màu đỏ này anh em nào chơi cho sự may mắn anh em nhá. Đó. Căng đét luôn. Đó. Và tận ngọn các bạn nhá. Thì cái áo bên mình bây giờ ấy, người ta cải tiến hơn là có thêm đường may gấp mép này các bạn này. Có thêm đường may gấp mép kèm theo đường rích rắc nữa. Đấy các bạn thấy không? Nó không bị nhăn đâu. Cả phần đuôi mình làm không bị nhăn đâu, ra nắng nó căng hết luôn các bạn ạ. Đó, rất là căng các bạn nhá. Đó. Mua cái áo không đã đâu đấy khoảng độ hơn 650 các bạn. 650 cả ship về nữa tầm khoảng độ 680. Đây, như mình nhập số lượng nhiều về thì các bạn được chơi. Đây, mình làm rất là đều đặn luôn các bạn nhá. Về các bạn chỉ việc chơi luôn, ở phần dưới này đều là xanh chuối này. Xanh chuối đó, phối màu cực kỳ đẹp luôn, phối cái huy hiệu kiểu như là cú vẹn mới. Đấy, mẫu tiếp theo là mẫu gì đây anh em nào thích chơi kiểu như dạng thích kiểu bầu trời thì anh em sẽ chơi dạng này các bạn nhé. Đây Quân, mình sẽ quay cho bạn xem mình kiểu thích kiểu màu xanh dương này vãi, kiểu sống rồng rất là bầu trời, quang bầu trời. Mẫu xanh dương này, cú vẹn xanh dương cũng 2m5. Tất cả những mẫu ở đây đều là mẫu cú vẹn về 2m5 nha các bạn nhé. Mình quay cả 4 con thì chắc là video sau mình sẽ thả 4 con này nha các bạn ơi. Thì video này mình chỉ review qua cho các bạn xem những cái con diều này mình làm rất là nét. Đó. Ok. 4 con này ở trong video sau thì mình sẽ bay các bạn nhé. Tí nữa mình đi có việc rồi mà giờ trời tối rồi cũng không thể nào mà thả được. Con tiếp theo là con trâu vẹn. Con trâu vẹn này thì chắc chắn là sẽ đắt hơn 3 cái phần lại. Mẫu này là mẫu kiểu như là áo, cũng là áo rip top xịn các bạn nhé. Nhưng mà về cái mẫu trâu bẹn này thì các bạn có thể thấy những cái đường may chi tiết của cái con trâu này nó rất là kỳ công luôn các bạn ơi. Đây, may rất là kỳ công các bạn nhé. Đấy, như người bình thường may các thứ này là phải bỏ tiền ra để mua form này, mua rập về làm những cái mà gần như là mình không may áo này mình không biết các bạn nhé. Những người mà mình trả tiền cho họ, người ta làm những cái áo gì người ta thì rất là sắc nét luôn. Đấy, cái phần dưới mồm này cũng như cái phần mồm con trâu nó là chất luôn. Mẫu trâu bẹn này anh em nào thích chơi kiểu như đồng quê mà đi thả diều mà ngồi trên lưng trâu các bạn. Đấy, như cái mẫu này thì mình đang bán hơn 1 triệu nha các bạn nhá. Cụ thể là giá bao nhiêu thì các bạn nhắn tin qua Zalo cho mình. Chứ còn ở trên này có nhiều bạn cũng bảo là thằng này nó chỉ lấy diều về bán thôi. Thì trước mình cũng có được thời gian, lần đầu tiên mình chưa làm được diều nên là mình cũng mua về mình tham khảo, về sau mình bán những cái con mà mình mua về mình tham khảo đấy, nên là có những bạn ấy biết thì bạn ấy nói thế, nhưng mà mình không quan tâm nha các bạn ơi. Thì để mà nói xem là có làm diều hay không thì Quân cầm của anh ấy. Đây, mình quay cho bạn xem. Đây chính là tay mà mình làm diều nha các bạn nhé. Thì thật sự ra mà nói để làm diều nó cũng rất là khó khăn luôn. Mấy con diều này phải biết làm thì mới làm được các bạn nhé. Đây, tay mình làm này. Keo rất là dính, rất là nhiều keo luôn. Đó. Và thông qua đây mình cũng xin giới thiệu 2 bộ sáo. Thế là bạn biết là mình tự làm diều ra nhé, chứ không phải là mình đi giờ mình lấy về mình ấy đâu. Kể cả những diều to mình toàn tự tay mình làm không. 4 con này mình làm trong vòng 2 ngày các bạn nhé. Mỗi ngày 2 con, mỗi ngày mình chỉ làm tối thiểu được 2 con thôi. Còn những con to thì mình làm 1 ngày 1 con thôi các bạn nhé. Không có thời gian mình làm. Thứ nhất là mình chạy đơn ở trên TikTok này, thứ hai là mình làm về quay video, về chỉnh video nữa, nói chung là nhiều việc lắm các bạn, nhắn tin cho các bạn là chính nữa. Đây, thì mình sẽ quay review cho các bạn xem 2 bộ sáo nhá. Đầu tiên là một bộ sáo này các bạn nhá. Đây là gỗ giá rẻ nha các bạn ơi, miệng cực kỳ đẹp luôn. So với giá rẻ với giá đắt thì các bạn có thể thấy không phải giá đắt mà là hàng này nó là hàng xịn hơn. Quân quay cả mặt cho anh nhé. Đấy, thì cái gỗ này các bạn ơi, gỗ này là gỗ giá rẻ hơn các bạn nhé. Đấy, nhưng mà nó vẫn là mu, nó rất là đẹp. Đấy, các bạn có thể thấy này,
để tí nữa mình sẽ test âm. Còn đây là sáo giá xịn hơn, giáo sáo cái này thì phải gọi là gỗ đẹp long lanh luôn. Màu vàng cái này Quân nhìn đẹp không Quân? Bóng hơn bộ kia không? Nhìn bóng nhỉ, đẹp nhỉ. Bộ này mới về nhưng mà mình đã đổ keo, mình đổ keo xong là mình chốt ở đây để mai mình sẽ test âm cho các bạn xem nên trời các bạn nhá. Và giờ mình sẽ test xem hai bộ sáo xem là bộ nào là cái bộ này là bộ rẻ hơn này, bộ này bộ xịn hơn này, xem là bộ rẻ với bộ xịn bộ nào ngon hơn. Hai bộ gần âm giống nhau các bạn nhá. Đây, mình sẽ test bộ này trước này. Đây nhá. Bộ này bộ trung đẩu nha các bạn ơi. Trung đẩu giá rẻ, trung đẩu giá xịn nhá. Giá xịn tí nữa nghe sau, các bạn nghe âm của bộ này nhá. Con nghe thấy hay không? Có. Để xem nghe xem bộ này với bộ này bộ nào hơn nhá. Mình test bộ giá rẻ và bộ xịn hơn này. Bộ xịn hơn anh em nghe nhá. Kêu to nhỉ? Kêu âm kiểu nó to hơn các bạn ạ. Đấy, bộ này để mai mình sẽ đâm hai con diều lên. Kinh khủng, quá đẹp luôn, quá nét luôn nha các bạn nhá. Đây. Quá nét luôn. Đó, miệng nó đẹp. Đây là phân biệt giữa dòng sáo rẻ hơn và xịn hơn là như thế nhá các bạn ơi. Thì bốn con diều này giờ mình sẽ cất đi và chưa bục nghèo gì đâu các bạn nhá. Cái này mình chưa bục nghèo gì đâu. Quân cất sáo đi Quân ơi. Cất sáo đi. Có một bạn khách mua một bộ sáo ở đấy. Giờ mình sẽ cất này diều này đi và mình sẽ đi đón em mình nhá. Em gái mình thì hôm nay mình sẽ tiết lộ em gái mình. À, mình có em gái với một em trai. Đây. Cất 3 4 con diều này đi. Mai mình sẽ bục nèo toàn bộ 4 con này và mình sẽ đi thả nha các bạn ơi. 4 con này cầm rất là đầm tay. Cụ thể là mình làm được 5 con chứ không phải là 4 con nhá. Còn một con trong nhà nữa nhưng mà một con ở chưa mình chưa làm đuôi. Đấy. Bây giờ mình sẽ mang vào nhà mình cất nha các bạn ơi. Đấy, ở trong nhà thì mình có một con tết này. Có một con mẫu tết này. Con này giữ anh với. Bật điên đi, bật điên đi. Mình sẽ cất gọn ở đây để mai nếu mà bạn nào cần mua thì mình bán luôn cho. Mình sẽ cất gọn ở trong nhà nha các bạn nhé. Mình cất gọn ở trong nhà này, chưa để bên ngoài kiểu như nhiều đồ lắm các bạn. Đó. Ôm 4 con này mà dân chơi nhắm luôn con này các bạn nhé. Giá mình bán rẻ. Mình bán rẻ theo cái phong cách của mình. Còn anh em nào thuê đắt thì mình kệ, mình không quan tâm đâu các bạn ạ. Mình cứ làm đúng chất lượng tốt sản phẩm của mình là được. Đây. Cất vào nhà này. Này cất vào nhà. Ở trong đây có mấy con hàng giá rẻ hơn nữa. Đây Quân này. Quân quay cho các bạn xem. Ở đây mình đang có con 3NV này. 3m NV nhá. Đây. Mấy con 3m NV này, 2m5 cú mình gói sẵn đây. Anh em nào thích chơi thì mình gói để Tết các bạn, đặt đỡ phải tranh nhau. Đây, mẫu trâu bẹn mình cũng gói sẵn vào đây một con. À đâu, mẫu này mẫu Batman. Batman 2m5. Mình sẽ cất hết đi các bạn nhá. Đây, những cái mẫu trong đây là mấy cái mẫu giá rẻ này các bạn này. Mẫu giá rẻ này thì 2m5 chưa đến 1 triệu. Đấy, mẫu cú in nhiệt nha các bạn nhá. Đấy, bạn nào cần thì cứ liên hệ qua Zalo cho mình. Mình bán nhiệt tình nhá. Cả những sáo nữa nha anh em nhá. Sáo hoặc là nan carbon này. Anh em nào muốn chơi sáo này. Có sáo bò nha anh em nhá, sáo bò. Giá anh em mua đợt này rẻ hơn nhưng mà Tết thì giá lại cao hơn đi các bạn. Bởi vì Tết thì nhiều bạn đặt tranh nhau thế là mình đặt số lượng, mình đặt kiểu như đặt người ta giờ người ta cũng chưa kịp làm ra nhiều ấy. Đây, bộ sáo bò non nhá. Rất là hay luôn, âm rất là dễ kêu. Thì bạn nào thích chơi mua guồng này. Có guồng nha các bạn ơi. Có guồng D15 cho đến D20, 3 năm nha các bạn nha. 22 năm. Đây. Trong này có guồng, nhiều guồng. Đây guồng này. Ok. Còn nan carbon thì anh em thích chơi nan carbon thì đây mình có cả nan carbon nha các bạn ơi. Trong này nguyên một kho carbon này. Đấy, không biết các bạn có thể nhìn thấy rõ không? Carbon xanh chuối nhá. Mình làm full hàng mini để cho những anh em nào thích chơi hàng sáo mini ấy. Không làm về 2m, 2m rưỡi có đấy. Hơn mấy chục nghìn nan mà. Nhiều. Đây còn đây là những cái nan mà mình đã gói sẵn ở đây. Cả một bó to này các bạn ạ, mình đã làm mình cuốn này. Anh có thể nhìn thấy không? Mình cuốn sẵn hết ở đây nhá. Xong là làm như này không phải là làm như vậy là xong đâu, mình còn phải đổ bên trong nữa. Này, làm được 5 con thì một con cũng chưa làm đuôi. Đấy. Ok.
để mai mình sẽ hoàn chỉnh nốt quay cho anh em xem. Đấy, thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Nếu bạn thấy video mình hay cho mình xin một like và đăng ký kênh, chia sẻ video của mình cho hơn xem nhá. Rồi xong mình đi đón em mình muộn quá nên là tối giờ bắt đầu về các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé. Bye bye.